Ok, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Mình là Tùng. Và trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể lấy màu chính xác từ các nguồn bên ngoài, ví dụ như là trang web lấy màu. Và từ đó chúng ta có thể áp dụng những cái màu sắc đó vào trong bản thiết kế của mình, cho những cái yếu tố thiết kế một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Và cái video này nó sẽ được chia ra làm hai phần. Và chủ yếu mình sử dụng công cụ lấy màu này bằng công cụ Eyedropper. Vì vậy, đối với những phiên bản từ 2013 trở lên mới có cái công cụ này. Còn những phiên bản trở xuống như 2010, 2007 thì nó sẽ không có. Nếu các bạn nào sử dụng những phiên bản 2013 trở lên thì chúng ta có thể xem tiếp. Và những bạn nào sử dụng phiên bản 2010 trở xuống thì chúng ta sẽ chuyển sang phần phía sau nhé. Đối với những bạn sử dụng phiên bản 2013 trở lên thì cái công việc lấy màu của chúng ta rất là đơn giản. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải đưa một cái palette màu vào bên trong, hoặc là các bạn đưa một hình ảnh nào đó mà các bạn muốn lấy màu áp dụng vào trong slide của mình. Thì ở đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web các bạn có thể lấy màu, đó là trang web colorhunt.co. Thì đầu tiên, các bạn hãy lựa chọn cái palette màu mà các bạn yêu thích. Sau đó, chúng ta sẽ ấn nút chụp màn hình ở trên bàn phím của các bạn. Sau đó, quay trở lại slide, các bạn ấn phím Ctrl+V để chúng ta có thể đưa cái palette màu ấy vào. Và bây giờ chúng ta sẽ crop cái palette màu này cho nó gọn đi để dễ dàng làm việc hơn, như thế này. Sau khi đã cắt gọn xong rồi thì công việc tiếp theo của chúng ta đó là các bạn hãy lựa chọn những cái yếu tố trên slide mà các bạn muốn đổ màu vào. Sau đó chúng ta sẽ vào thẻ format. Đối với chữ thì các bạn hãy ấn vào phần text fill rồi ấn công cụ Eyedropper. Lúc này nó sẽ xuất hiện một cái hình ống nghiệm như thế này. Các bạn hãy đưa vào trong vị trí chứa cái palette màu đó. Chúng ta chỉ cần click chuột và màu sắc nó sẽ áp dụng luôn vào trong cái yếu tố đó. Còn đối với những yếu tố như hình khối thì chúng ta sẽ vào phần Shape Fill. Tương tự ấn công cụ Eyedropper, sau đó đưa vào những cái phần màu mà chúng ta muốn lấy. Chỉ cần click chuột một cái thì màu đã được áp dụng. Và các bạn yên tâm rằng những cái màu này nó sẽ được lưu vào cái phần Region Color ở đây. Tức là các bạn sẽ không cần phải sử dụng công cụ Eyedropper này chấm nhiều lần đối với những cái yếu tố khác. Đối với những phiên bản 2010, 2007 chúng ta sẽ làm như thế nào? Với những phiên bản này nó sẽ không có công cụ Eyedropper như các phiên bản 2013 trở lên. Vì vậy chúng ta sẽ phải làm hơi thủ công một chút. Đầu tiên các bạn sẽ làm tương tự như các phiên bản khác, đó là các bạn hãy chụp màn hình cái palette màu mà các bạn thấy ưng ý bằng cách ấn phím chụp màn hình ở trên bàn phím của các bạn. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại trang slide, ấn tuổi phím Ctrl+V để đưa hình ảnh vào. Hãy thu nhỏ, cắt nhỏ cái palette màu này để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những các yếu tố khác ở trên trang slide. Sau đó các bạn hãy chuột phải vào cái palette màu chúng ta vừa đưa vào. Sau đó chọn Save as Picture để lưu ra một file ảnh. Và bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta đó là hãy truy cập vào một trang web có tên là Color Picker. Với trang web Color Picker này, nó sẽ có chức năng giống như cái công cụ Eyedropper ở các phiên bản 2013 trở lên. Và bây giờ các bạn hãy đưa cái hình ảnh mà chúng ta vừa tạo mới vào bằng cách ấn nút Upload Image. Sau đó chọn cái palette màu vừa lưu ra hình ảnh, các bạn ấn nút Open. Sau đó công việc tiếp theo của chúng ta đó là sử dụng cái công cụ Color Picker ở trên trang web này. Chúng ta đưa chuột vào các điểm màu. Ví dụ ở đây mình sử dụng màu đỏ, các bạn chỉ cần ấn click chuột một cái là tọa độ màu nó đã được xuất hiện ở đây. Đối với những phiên bản PowerPoint chưa được cập nhật thì nó sẽ xuất hiện cái tọa độ màu RGB này. Thì chúng ta sẽ có ba cái thông số, đó là Red, Green và Blue. Các bạn hãy nhớ ba cái thông số này, đó là 213, 64 và 98. Quay trở lại cái trang PowerPoint vừa rồi, chúng ta sẽ nhấp vào thẻ format để có thể áp dụng được màu vào trong những cái yếu tố ở trên trang slide này. Thì các bạn hãy lựa chọn vào những cái phần chữ hoặc là phần hình khối. Sau đó chúng ta sẽ vào thẻ format, vào Shape Fill, hãy ấn vào phần More Fill Color. Lúc này các bạn đã nhấp vào thẻ Custom. Vừa rồi tọa độ màu của chúng ta đó là 213, 64 và 98. Và bây giờ các bạn hãy nhập lần lượt vào 213, 64, 98, ấn OK. Và lúc này thì cái màu mà chúng ta vừa được áp dụng vào nó đã xuất hiện ở đây rồi. Tương tự như vậy, khi mà các bạn muốn
tìm những cái màu khác thì các bạn chỉ việc đưa con chuột vào trong những cái điểm màu mà chúng ta muốn lấy. Chúng ta cần click chuột một cái, tọa độ màu sẽ xuất hiện. Ở đây chúng ta có tọa độ màu 255, 163, 108. Ví dụ mình sẽ đổi màu cho các yếu tố này. Chúng ta sẽ nhấp 255, 163, 108 và nó sẽ lấy chính xác cái phần màu mà chúng ta vừa lấy ở trên trong web Color Picker. Và cái phần màu này nó sẽ lưu luôn ở phần Region Color cho các bạn. Và chúng ta có thể thay đổi cái phần màu cho các yếu tố bằng cách ấn vào phần Region Color, đổi màu một cách rất là nhanh chóng như vậy. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong cách làm thế nào để chúng ta có thể lấy màu và áp dụng những cái màu sắc đó vào trong các yếu tố thiết kế ở trên trang slide ở trong tất cả các phiên bản. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.